Việt Nam sẽ tăng cường nguồn đầu tư cho biến đổi khí hậu trong thời gian tới bằng việc đầu tư vào thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp và tập trung vào phát triển công nghiệp bền vững. Đây là nội dung của hội thảo tăng cường năng lực xây dựng và thực thi chính sách liên quan đến biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh tại Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hôm qua tại Hà Nội. Hội thảo đã tập trung vào việc trao đổi và chia sẻ các kết quả nghiên cứu xây dựng và thực thi các chính sách liên quan đến biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh ở Việt Nam. Đây là một trong các hoạt động chính trong khuôn khổ của dự án hợp tác về biến đổi khí hậu thông qua quỹ ủy thác của Ngân hàng Thế giới. Theo đó, các kết quả tích hợp nội dung thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính sẽ được các bộ ngành triển khai thực hiện như tăng cường trồng rừng, làm đê biển chống xâm nhập mặn, thay đổi tập quán canh tác của nông dân, điều chỉnh cơ cấu chăn nuôi, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng cho nuôi trồng thủy sản, nâng cao hiệu quả và sử dụng tài nguyên thiên nhiên nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm. Nhiều chuyên gia cho rằng để thích ứng với biến đổi khí hậu thì việc thiết lập và tăng cường phối hợp thường xuyên giữa cơ quan thường trực là hết sức quan trọng.